Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile. Thì hôm nay mình tiếp tục review giới thiệu anh em một cái server mới nữa nha anh em. Một cái server revive của cái con là Luyện Yêu Ký AFK. Thì theo thông tin thì con này sẽ chính thức open server mới ngày hôm nay luôn nha anh em. Cho nên anh em có thể chơi con này nha anh em. Rồi con Luyện Yêu Ký AFK phiên bản update mới nhất 2024 sẽ chính thức open server 4 nha anh em, yêu tộc. Ngày hôm nay luôn, ngày 2 tháng 3 năm 2024 nha anh em. Thì đây là một con game đa nền tảng, anh em Android, iOS đều chơi được hết nha anh em. Đấy, rất là ngon, anh em có thể chiến con này nha. Thì theo thông tin đó, thì cái bản này là cái bản tướng update 50 sao nha anh em. Đấy, bản tướng 50 sao. Và up thêm nhiều tướng mới nha anh em. Các hệ như là tiên ma, nhân yêu thần rồi ha. Game mở full sự kiện luôn, rất nhiều sự kiện cho mấy anh em chiến nha anh em. Rồi thì con này á, là sẽ free cho mấy anh em là cái bộ Cody ha, Cody ở đây. Thì anh em sẽ nhập nó trong game nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nhập luôn để mình xem với Cody cho những gì nha anh em. Ở đây mình thấy 4 Cody ha. Rồi thì anh em có thể ghé thăm fanpage, tham gia group Zalo đồ anh em để anh em chơi những sự kiện, có thể nhận thêm những Cody nha anh em. Đấy, rất là ngon. Rồi anh em vào cái phần avatar nhân vật nè, anh em sẽ chọn cái phần gift của đi ha. Ở đây thì anh em sẽ nhập vào nha anh em. Đây, wow, rất là ngon nha anh em, 100 dạng Việt Nam tệ. Đấy, tiếp nha anh em, 100 dạng Việt Nam tệ thì cái đó là cái tiền mà anh em có thể mua những gói quà trong game nha. Đấy, quá ok nha anh em. Rồi 500 dạng kim tệ luôn. Rồi tiếp tục nữa nha anh em. Xem hết 4 cái cụ đi này có những gì nha anh em. Đây, đây là những cụ đi tân thủ ha. Đây 2000 phát cảnh đan. Rồi thấy cụ đi là biết là tiếng giải thật nha anh em. Rồi 5000 tiếng vậy. 5000 đá tiếng quá, tiếng giải thật ha. Rồi thì anh em sẽ chạy nhiệm vụ đầu nè, anh em sẽ lên được gì đây để xem ha. Anh em sẽ lên được cái level là 57 nha. Rồi tổng của mấy anh em là 5200 dạng vàng nè và 1 ức kim nguyên bảo. Wow, quá nhiều nguyên liệu anh em ơi, quá nhiều tài nguyên luôn. Rồi thì song song với đó thì anh em được 100 dạng Việt Nam tệ nữa nè. Đấy, quá đã, quá ngon. Rồi anh em có thể mua những cái gói ở đây nha anh em. Đó, cứ những gói nạp là 6 xu nè, anh em có đến 100 dạng lận, cho nên anh em cứ thoải mái ha. Mình thấy ở đây bán rất là ít luôn nha anh em, rất là rẻ luôn, đây 6 xu nè. Rồi những gói VIP nha anh em nhận hết những gói VIP nha. Đấy, rất là nhiều nguyên liệu cho mấy anh em chiến cái con này nha anh em. Để anh em nhớ server 4 nha, server 4 sẽ chính thức open ngày hôm nay luôn nha anh em. Anh em nhớ vào chơi ngày hôm nay luôn nha, vào chơi cho nóng luôn. Rồi những cái gói xu ở đây anh em mua rất là vô tư luôn. Anh em được 100 dạng luôn mà, thấy không? Quá đã. Rồi lấy mảnh tướng nó ra nha anh em. Đấy, lấy tướng nó ra nè, đấy. Wow. Đây, quá ok. Rồi thì anh em có thể chơi thêm những cái sự kiện ở đây nha, để mình xem những cái thông tin tiếp nữa anh em. Rồi thì anh em có thể chơi cái sự kiện đua top nè, thì anh em sẽ nhận được là top 1 là 3 triệu xu web nha anh em. Đấy, cái xu web này rất là ngon nha anh em, là xu nạp đấy. Rồi anh em có thể donate cho game thì anh em có thể liên hệ là số Zalo ở đây nha anh em, số Zalo của AD ha. Thì anh em donate cho game nha anh em. Thì con này á, với một cái tỷ lệ là phiếu mãi 10 lần nha anh em. Đấy, anh em nạp 100k thì anh em được 1 triệu xu web. Thì trong khi đó anh em mua những gói quà là rất là ít luôn, cho nên anh em có thể chiến con này nha. Rồi, đó là những sự kiện trên fanpage nha anh em. Còn đây là những sự kiện in game. Thì in game thì anh em có thể chơi là quà 7 ngày nè. Đấy,
phúc lợi nè, thì anh em cứ đăng nhập mà đăng nhập đầy đủ thì anh em sẽ nhận được kim nguyên bảo nè ha. Đây, nhận thẻ tháng đồ các kiểu nè, hạn mua là không xu nè, đấy ở đây bán rất là rẻ luôn, 30 xu nè. Anh em được tặng cái Việt Nam tệ ban đầu là anh em mua được những gói quà ở đây rất là ngon, thì anh em có thể cài chai cũng được. Đấy, một con game người vai rất là ngon nha anh em. Đây, danh hiệu luôn các kiểu luôn. Rồi, lên tướng anh em ơi. Rồi quay tướng một cái nha để xem tỷ lệ ra tướng 5 sao rồi anh em. Đây. Mới vô một phát là có con Natra luôn nha anh em. Rồi, lụm. Một ức kim bảo thì cho mấy anh em là săn tướng là thoải mái luôn, di du luôn. Đấy, ra tướng năm sau. Rồi sau khi mấy anh em có đầy đủ tất cả các tướng thì mấy anh em chiến thôi, xếp đội hình mấy anh em chiến thôi. Thì đây là những cái in game anh em có thể chơi ở đây nha. Đấy, một đỏ 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 là nhiều lắm, rất là nhiều luôn. Những cái sự kiện là nạp ngày rồi nè, những cái gói quà nạp ngày anh em mua chỉ có một Việt Nam tệ thôi. Đấy, đây hai Việt Nam tệ mua được những gói nguyên liệu đây nè, rất là ngon. Anh em sử dụng nó để chơi ha. Rồi rồi rồi, ship đội hình nha anh em. Vô rồi, một lần nữa mình nhắc mấy anh em nhớ nha, Servo 4 nha anh em. Servo 4 sẽ chính thức open ngày hôm nay luôn, ngày 2 tháng 3 năm 2024 nha anh em. Anh em nhớ vào chơi cho nóng nha. Rồi, phần giới thiệu con game mới, Servo mới của mình ở đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi, mình xin chào tạm biệt. Thì tất cả các link cũng như Cody mà để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào mà lấy giúp mình ha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Pick you up when you